Cocktail cho người mới đi bar. Singapore Sling không phải là một món cocktail quá mạnh, nhưng cũng không phải là nhẹ. Singapore Sling hội tụ nhiều yếu tố để trở thành một món cocktail phù hợp cho các bạn lần đầu đi bar. Vừa là yếu tố về màu sắc, cũng vừa là yếu tố về mùi vị. Đây là một món cocktail chua và ngọt, mà khi nếm vào các bạn sẽ cảm nhận được mùi trái cây rất là nhiều, hòa quyện với mùi của tháo mộc từ Dom Benedictine và Angostura Bitter. Món này được tạo ra vào năm 1915 bởi GM Tom Poon tại Long Bar nằm trong khách sạn Raffles Hotel ở Singapore. Đây là một khách sạn rất sang trọng ở Singapore lúc bấy giờ. Ông đã tạo ra món cocktail này trong một bối cảnh là những người phụ nữ không được uống rượu ở những nơi công cộng, trong khi những người đàn ông có thể làm việc đó bất kỳ đâu. Ông đã tạo món này trông nó giống như một món nước juice, cho nên là những người phụ nữ có thể uống mà không sợ ai hết. Từ đó nó trở nên rất là phổ biến. Jam muốn giữ bí mật công thức này của mình, cho nên là ông đã viết nó xuống một tờ giấy và bỏ nó vào trong két sắt. Chỉ có một mình ông mới có thể mở nó ra. Khi ông mất thì công thức đã được lấy ra từ trong két sắt nhờ sự giúp đỡ của họ hàng của ông. Két sắt và cả tờ giấy ghi chép công thức đã được trưng bày ở khách sạn Raffles trong những ngày khách sạn này còn mở cửa. Và đây là món Singapore Sling.